Đây là ngày 24 tây tháng 3 2021. Hiện tại ngay bây giờ là 1 giờ 1 phút PM vào buổi trưa. Đây là của Đài Mỹ, họ báo cho biết về top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới và trên nước Mỹ. Hiện tại ngay bây giờ, số người bị nhiễm COVID-19 trên thế giới có 125.121.573 người số người chết về COVID-19 trên nước Mỹ hiện tại ngay bây giờ có 2 triệu 750 ngàn, 559 người. Recover là hết bệnh nha, không phải ai nhiễm bệnh đều chết hết đó. Có người hết bệnh hoàn toàn. Hiện tại ngay bây giờ có 101 triệu 036 ngàn, 451 người đã hết bệnh về COVID-19 ở trên thế giới. Còn đây là của đài họ báo cho mình biết về top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới ngày hôm nay. Hiện tại ngày hôm nay, Hoa Kỳ đứng đầu về số người nhiễm COVID-19 top 10 ở trên thế giới. Có 30.649.548 người bị nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ. Số người bị chết vì COVID-19 trên nước Mỹ hỏng rài là có 557.072 người. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua, số người bị nhiễm tăng thêm 13.014 người bị nhiễm và có 189 người chết. India, Ấn Độ ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới. Có 11.783.751 người bị nhiễm COVID-19 bên Ấn Độ. Số người chết bên đó hởm rài là có 160.687 người. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua, Ấn Độ tăng thêm 50.157 người bị nhiễm và 210 người chết. Russia, nước Nga, ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới. Có 4.483.471 người bị nhiễm COVID-19 bên Nga. Số người chết bên đó hổng rài là có 96.219 người. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua, Nga tăng thêm 8.861 người bị nhiễm và 401 người chết. UK ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới, nước Anh đó. Có 4.312.908 người bị nhiễm COVID-19 bên Anh. Số người chết bên đó hổng rài là có 126.382 người. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm 5.600 là 5 người bị nhiễm và 98 người chết. Italy ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới. Có 3.440.862 người bị nhiễm COVID-19 bình ý. Số người chết bên đó hổng rài là có 106.339 người. Trong vòng 12 tiếng hồi vừa qua, Ý tăng thêm 21.267 người bị nhiễm và 460 người chết. Trước ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới. Có 3.091.282 người bị nhiễm COVID-19 bên Turkey. số người chết bên đó hậm rài là có 30.462 người. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua, Turkey tăng thêm 29.762 người bị nhiễm và 146 người chết. Germany. Bình Đức hiện tại ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới. Có 2.692.618 người bị nhiễm COVID-19 Bình Đức. Số người chết bên đó hổng rồi là có 75.761 người. Trong vòng 12 tiếng hồ vừa qua, Đức tăng thêm 3.413 người bị nhiễm và 53 người chết. Mexico, Mỹ Tây Cơ ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới. Có 2.203.041 người bị nhiễm COVID-19 bên Mỹ. Số người chết bên đó hổm rài là có 199.048 người. Trong vòng 6 tiếng hồi qua, Mỹ tăng thêm 5.881 người bị nhiễm và 809 người chết. Poland ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới. Có 2 triệu 120.671 người bị nhiễm COVID-19 bên Poland. Số người chết bên đó hậm rài là có 50.340 người. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua, Poland tăng thêm 29.978 người bị nhiễm và 575 người chết. đó là của Đài, họ báo cho em biết về top 10 nhiễm Covid-19 trên thế giới. Còn đây là của Đài, họ báo cho em biết về top 10 nhiễm Covid-19 trên nước Mỹ. Hiện tại ngay bây giờ trên nước Mỹ có 30 triệu 649.548 người bị nhiễm COVID-19. Số người bị chết trên nước Mỹ hởm rài là có 557.072 người. Recover là hết bệnh nha, không phải ai nhiễm bệnh đều chết hết. À, có hết bệnh hoàn toàn. Hiện tại bây giờ có 23.041.715 người đã hết bệnh về COVID-19 trên nước Mỹ. Còn đây là họ báo cho mình biết về top 10 nhiễm Covid-19 trên nước Mỹ ngày hôm nay. Pennsylvania hiện tại ngay bây giờ trở thành là top 10 nhiễm Covid-19 trên nước Mỹ. Có 1.001.426 người bị nhiễm Covid-19 bên Pennsylvania. Số người chết bên đó có 24.986 người. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua tăng thêm 4.181 người bị nhiễm và 46 người chết. Arizona ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ. Có 837.849 người bị nhiễm COVID-19 bên Arizona. Số người chết bên đó hổm ra là có 16.842 người trong vòng 6 tiếng hồ vừa qua, tăng thêm 605 người bị nhiễm và 44 người chết. Indiana ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ. Có 680.046 người bị nhiễm COVID-19 bên Indiana. Số người chết bên đó hổng ra là có 12.975 người. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm 967 người bị nhiễm và 16 người chết. Virginia ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ có 608.704 người bị nhiễm COVID-19 bên Virginia. Số người chết bên đó hôm ra là có 10.143 người. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm 1.470 người bị nhiễm và 6 người chết. Minnesota ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ có 508.541 người bị nhiễm COVID-19 bên Minnesota. Số người chết bên đó hổm rài là có 6.866 người. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm 1.310 người bị nhiễm và 9 người chết. Louisiana ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ. Có 442.221 người bị nhiễm COVID-19 số người bị chết bên đó hổm rài là có 10.056 người trong vòng 6 tiếng hồi qua tăng thêm 450 người bị nhiễm và 19 người chết Maryland ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm covid Việt trên nước Mỹ có 402.600 người bị nhiễm covid Việt thiên bên Maryland số người chết bên đó hổm rài là có 8.214 người trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm 1.173 người bị nhiễm và 19 người chết. Mississippi ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ. Có 303.625 người bị nhiễm COVID-19 bên Mississippi. Số người chết bên đó hổm rài là có 6.981 người. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm 387 người bị nhiễm và 4 người chết. West Virginia ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ. Có 138.818 người bị nhiễm COVID-19 bên West Virginia. Số người chết bên đó hổm dài là có 2.619 người. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm 389 người bị nhiễm và 6 người chết. South Dakota ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm covid 19 trên nước mỹ có 116.370 người bị nhiễm COVID-19 bên South Dakota. Số người chết bên đó hôm rài là có 1.924 người. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm 270 người bị nhiễm và một người chết. Đó là tất cả của đài họ báo cho anh biết về top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ và trên thế giới.